Kính chào quý khán giả và các đồng chí, đây là bản tin quốc tế phát sóng vào lúc 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Bất chấp việc phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn do các bên trung gian hòa giải đưa ra, lực lượng Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích có chủ đích nhằm vào Hamas ở phía đông Rafah sau khi phát lệnh sơ tán khoảng 100.000 người tị nạn tại đây. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này trong tiểu mục Tiêu điểm quốc phòng. Nhưng trước hết xin mời quý khán giả và các đồng chí sẽ cùng đến với những tin nhanh đáng chú ý. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga thông báo sẽ tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hoạt động tập trận vũ khí hạt nhân của Nga sẽ do các đơn vị tên lửa quân khu miền Nam của nước này thực hiện với sự tham gia của lực lượng không quân và hải quân. Giới chức phương Tây ngay lập tức đã lên tiếng quan ngại về cuộc tập trận. Trong đó, Thủ tướng Đức cho rằng điều quan trọng là vũ khí hạt nhân không được sử dụng tại Ukraine. Đức sẽ luôn đứng về phía các quốc gia Baltic. Tuyên bố này được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra vào ngày hôm qua sau cuộc hội đàm với Tổng thống Litva tại một khu huấn luyện quân sự, đồng thời chứng kiến một cuộc tập trận bắn đạn thật của binh sĩ Đức đồn trú tại Litva. Theo Thủ tướng Scholz, từ năm 2017, Đức đã là quốc gia đi đầu trong lực lượng của NATO ở Litva. Hiện hai nước đang tích cực chuẩn bị cho việc triển khai một lữ đoàn của quân đội Đức ở Litva. Hôm qua, Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật trong khuôn khổ tập trận thường niên Balikatan vai kề vai từ hôm 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 tại Philippines. Lực lượng Hoa Kỳ đã bắn hơn 50 lượt pháo cỡ 155 ly vào các mục tiêu nổi cách bờ biển khoảng 5 km, trong khi lực lượng Philippines sử dụng tên lửa để bắn hạ các phương tiện của đối phương. Kết thúc cuộc tập trận, hai bên kết hợp sử dụng súng máy, tên lửa Javelin và đạn pháo. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby hôm qua xác nhận rằng Nhà Trắng đã nắm được thông tin về binh sĩ bị lực lượng chức năng Nga bắt giữ ở Vladivostok hôm 2 tháng 5. Quan chức này cho biết việc quân nhân này đến Nga không phải do đại diện hoặc liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok cùng ngày xác nhận vụ bắt binh sĩ Hoa Kỳ không liên quan đến chính trị hoặc tình báo. Ngày hôm nay 7 tháng 5, một loạt tòa soạn và hãng thông tấn hàng đầu của Hoa Kỳ đã được xướng tên trong lễ công bố giải thưởng Pulitzer năm 2024. Các tờ thời báo New York, The Times lần lượt giành các giải Pulitzer năm nay nhờ một loạt tác phẩm báo chí phản ánh các cuộc xung đột và điểm nóng toàn cầu. Giải thưởng danh giá nhất là giải Pulitzer về lĩnh vực dịch vụ công đã được trao cho tổ chức báo chí phi lợi nhuận ProPublica có trụ sở tại New York, với loạt tin bài vạch trần những bê bối tài chính liên quan đến thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas. Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực chung để mở ra một kỷ nguyên mới trong hợp tác giữa hai nước. Tiếp đó, nhà lãnh đạo này đã có buổi họp báo chung với Tổng thống nước chủ nhà Macron, trong đó nhấn mạnh hai nước cần cùng nhau ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh mới hay sự đối đầu. Nhiều khả năng ông Tập Cận Bình sẽ công bố đơn đặt hàng khoảng 50 máy bay Airbus trong chuyến thăm này. Điểm đến tiếp theo của Chủ tịch Trung Quốc là Serbia và Hungary. Ngày hôm nay, Ấn Độ bước vào giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử với hơn 170 triệu cử tri bỏ phiếu để bầu ra 93 hạ nghị sĩ tại 185.000 điểm bỏ phiếu trên khắp 11 bang và vùng lãnh thổ của nước này. Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã bố trí nước uống, lều bạt, quạt điện tại các điểm bỏ phiếu. Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử của Ấn Độ được tiến hành theo 7 giai đoạn. Giai đoạn 4 sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 tới và kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 6. Tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing đang bị Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA điều tra về nghi vấn làm giả hồ sơ kiểm duyệt an toàn cho dòng máy bay Boeing 787. Thông báo được FAA chính thức đưa ra hôm 6 tháng 5 trong bối cảnh Boeing đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện sau các sự cố liên tiếp gần đây đối với dòng máy bay này. FAA cũng yêu cầu Boeing phải kiểm duyệt lại toàn bộ các máy bay 787 đang trong quá trình sản xuất và có kế hoạch kiểm duyệt cả những chiếc đã được đưa vào hoạt động. Thưa quý khán giả và các đồng chí, phong trào Hồi giáo Hamas ngày 6 tháng 5 thông báo lực lượng này đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn ở dải Gaza. Tuy nhiên, đáp lại phía Israel cho biết tất cả các đề xuất liên quan đến đàm phán giải phóng con tin ở Gaza đều được xem xét nghiêm túc, đồng thời tiếp tục hoạt động quân sự tại dải Gaza. Quân đội Israel cũng bắt đầu tiến quân vào thành phố Rafah, nơi đang có hơn 1 triệu người Palestine tị nạn. Hamas cho biết họ đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập đưa ra.
Đề xuất được Hamas đồng ý bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn 3 giai đoạn, trong đó buộc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, cho phép người di tản Palestine trở về nhà và trao đổi con tin tù nhân với mục tiêu là ngừng bắn vĩnh viễn. Ngay sau tuyên bố của Hamas, nhiều người Palestine đã đổ ra ăn mừng ở dải Gaza. Còn ở Tel Aviv, gia đình của một số con tin và những người biểu tình khác đã chặn giao thông trên xa lộ Ayalon để kêu gọi chính phủ Israel chấp nhận một thỏa thuận để đưa những người thân của họ trở về. Cũng có những cuộc biểu tình trong và xung quanh quảng trường Paris, ở Jerusalem và những nơi khác, yêu cầu chính phủ ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đề xuất ngừng bắn không đáp ứng được yêu cầu của Israel. Nội các chiến tranh của Israel đã chấp thuận tiếp tục hoạt động ở Rafah nhằm gây áp lực quân sự lên Hamas với mục tiêu đạt được tiến bộ trong việc giải cứu con tin và các mục tiêu khác. Mặc dù vậy, Israel sẽ cử các nhà đàm phán đến Ai Cập để xúc tiến thỏa thuận. Sáng sớm nay, mùng 7 tháng 5, xe tăng của Israel đã tiến vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Các quan chức an ninh của Palestine và Ai Cập cho biết, xe tăng Israel đã tiến gần đến Rafah, chỉ cách cửa khẩu Rafah với Ai Cập chưa đầy 200 mét. Quân đội Israel cũng tăng cường không kích trong đêm mùng 6 tháng 5 nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở Rafah, bất chấp áp lực ngừng bắn. Chúng tôi xem xét mọi phản hồi của Hamas một cách nghiêm túc nhất và đang tận dụng mọi khả năng liên quan đến đàm phán để đưa các con tin về nhà càng sớm càng tốt như một nhiệm vụ chính. Song song, chúng tôi vẫn đang hoạt động ở dải Gaza và sẽ tiếp tục làm như vậy. Trước đó, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán khoảng 100.000 người Palestine khỏi các khu dân cư phía đông Rafah, báo hiệu một chiến dịch tấn công sắp tới. Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của EU Joseph Borrell gọi lệnh sơ tán là không thể chấp nhận và kêu gọi Israel từ bỏ một cuộc tấn công trên bộ. Ngoại trưởng Jordani Ayman Safadi thì khẳng định rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đang gây bấp bênh cho lệnh ngừng bắn bằng cách không kích Rafah. Rafah hiện là nơi sinh sống của khoảng 1,4 triệu người Palestine, những người phải di rời khỏi miền Bắc và miền Trung Gaza. Tổ chức UNICEF cảnh báo rằng khoảng 600.000 trẻ em tập trung tại Rafah sẽ phải đối mặt với thảm họa sắp tới. Nhóm viện trợ chính ở Gaza, UNRWA, lo ngại một cuộc tấn công ở Rafah của Israel sẽ đồng nghĩa với việc dân thường phải chịu nhiều khổ đau và thương vong hơn. Theo truyền thông Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tạm dừng vận chuyển một lô đạn dược cho Israel trong tuần trước. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ dừng chuyển vũ khí cho Israel kể từ khi xung đột giữa quân đội nước này và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo trang tin Axios, Hoa Kỳ đã đột ngột dừng lô hàng đạn dược dự kiến chuyển tới Israel vào tuần trước theo kế hoạch. Nhà Trắng vẫn chưa lên tiếng giải thích cho động thái này. Trong khi đó, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby cũng chỉ nhắc lại việc Washington sẽ hỗ trợ an ninh liên tục cho Israel. Nhiều nguồn tin cho rằng lô hàng bị đình chỉ nói trên không liên quan đến hoạt động của Israel ở Rafah và không ảnh hưởng đến các chuyến hàng khác. Việc vận chuyển vũ khí của Hoa Kỳ cho Israel gặp gián đoạn trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang ngày càng chỉ trích cuộc chiến tại dải Gaza. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6 tháng 5, Tổng thống Biden cũng nhắc lại quan điểm của Hoa Kỳ đó là không ủng hộ một chiến dịch trên bộ của Israel ở Rafah mà không có kế hoạch bảo vệ hàng trăm nghìn người dân Palestine ở khu vực này. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ từng cảnh báo tấn công thành phố Rafah sẽ là làn danh đỏ đối với Washington và công khai chỉ trích quân đội của Netanyahu ném bom bừa bãi vào Gaza. Các chuyên gia nói với Global Times rằng nếu động thái này là một quyết định chính trị do Washington đưa ra, thì đó rõ ràng là biểu hiện cho thấy chính quyền Tổng thống Biden đang tăng thêm áp lực đối với Israel với mục tiêu chính là thu hút sự ủng hộ của công chúng trong nước trong các cuộc bầu cử sắp tới, bao gồm cả việc chiếm được lòng tin của cử tri Hồi giáo. Khi cuộc xung đột ở Gaza tiếp tục kéo dài, Hoa Kỳ hiện đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan ngày càng khó khăn. Ở cấp độ quốc tế, việc Washington tiếp tục ưu ái Israel thể hiện trong cuộc xung đột hiện nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của nước này. Trong khi đó, ngày càng nhiều người Hoa Kỳ tỏ ra bất bình trước việc Washington kiên quyết ủng hộ Israel dẫn đến biểu tình, thậm chí đụng độ. Tôi tin rằng Hoa Kỳ sẽ có thêm biện pháp gây áp lực lên Israel nếu Israel tiếp tục phớt lờ các tín hiệu gây sức ép từ Washington. Khi Hoa Kỳ cố gắng thu hút các nước Ả Rập vì lợi ích riêng của mình ở Trung Đông, Hoa Kỳ có thể do dự trong việc hỗ trợ Israel vô điều kiện như trước đây.
Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hoa Kỳ được cho là đã phê chuẩn hơn 100 lần chuyển giao vũ khí cho Tel Aviv. Chi tiết những lần chuyển giao vũ khí này thường không được công khai. Trong hơn 100 chuyến, chỉ có 2 chuyến giá trị vũ khí chuyển giao vượt quá 250 triệu đô la Mỹ. Tháng trước, Washington cũng đã thông qua những gói hàng viện trợ lớn, bao gồm hơn 1.800 quả bom MK-84, 500 quả bom MK-82 và hơn 1.000 đạn có đường kính nhỏ. Theo hãng tin Reuters, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nối lại phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 về tình hình Palestine vào ngày 10 tháng 5 tới, đồng thời sẽ khuyến nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét lại vấn đề theo cách có lợi cho Palestine. Bà Monica Crowley, người phát ngôn của Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Dennis Francis cho biết, các quốc gia thành viên đã được thông báo về việc triệu tập phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 về Palestine. Chủ tịch Francis đã lưu ý với các quốc gia thành viên rằng việc nối lại phiên họp là do các nước Ả Rập Xê Út, Mauritania và Uganda yêu cầu với tư cách lần lượt là chủ tịch của nhóm Ả Rập, chủ tịch của tổ chức nhóm hợp tác Hồi giáo và chủ tịch Ủy ban điều phối của phong trào không liên kết tại Liên Hợp Quốc. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể thông qua dự thảo nghị quyết nhằm khuyến nghị Đại hội đồng tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về đề xuất nâng tư cách quan sát viên của Palestine thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ bỏ phiếu chống. Tại phiên họp này, Đại hội đồng có thể sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an gồm 15 ủy viên xem xét lại. Việc đưa vấn đề công nhận tư cách thành viên của Palestine lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một cuộc khảo sát toàn cầu về mức độ ủng hộ đối với người Palestine. Các nguồn tin ngoại giao cho rằng Đại hội đồng gồm 193 thành viên có thể sẽ ủng hộ nỗ lực của Palestine. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vụ việc sẽ tạo tiền lệ cho các vùng lãnh thổ khác mong muốn được công nhận là nhà nước độc lập. Về phía Israel, đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan lên án dự thảo nghị quyết hiện tại của Đại hội đồng khi cho rằng nó sẽ mang lại cho người Palestine quy chế và quyền lợi thực tế của một nhà nước và đi ngược lại hiến chương thành lập Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, ông Nate Evans, người phát ngôn của phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc khẳng định rằng quan điểm của Hoa Kỳ vẫn là Palestine trở thành một nhà nước độc lập thông qua đàm phán trực tiếp. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Washington không thể tài trợ cho bất kỳ tổ chức nào của Liên Hợp Quốc cấp tư cách thành viên đầy đủ cho bất kỳ nhóm nào không có các đặc tính được quốc tế công nhận về tư cách nhà nước. Hoa Kỳ đã ngừng tài trợ cho Cơ quan Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO vào năm 2011 sau khi Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức này. Việc Palestine thúc đẩy tư cách thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc diễn ra sau 7 tháng xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, cũng như khi Israel đang mở rộng các khu định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng, nơi mà Liên Hợp Quốc coi là bất hợp pháp. Liên Hợp Quốc từ lâu đã tán thành giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel cùng chung sống hòa bình. Người Palestine muốn có một nhà nước ở bờ Tây, phía đông Jerusalem và dải Gaza, tất cả các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm giữ vào năm 1967. Thưa quý khán giả và các đồng chí, theo kế hoạch vào lúc 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, ông Vladimir Putin sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ 5 trong buổi lễ bắt đầu ở Điện Kremlin. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết ông Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức 4 lần, trong đó lần đầu tiên là vào năm 2000, ông Putin khi đó mới 47 tuổi và nhận được 52,94% phiếu ủng hộ. Các nhiệm kỳ sau đó, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Putin luôn cao hơn. Trong đó, cuộc bầu cử năm nay, ông Putin, 71 tuổi, đã nhận tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục là 87,28%. Nhiệm kỳ mới của ông Putin kéo dài 6 năm tới năm 2030. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết buổi lễ nhậm chức Tổng thống của ông Putin vào hôm nay, mùng 7 tháng 5, sẽ được tổ chức theo đúng nghi thức, nhưng với những sắc thái nhất định, dù không tiết lộ thông tin cụ thể. Theo truyền thống, buổi lễ sẽ kéo dài 1 giờ đồng hồ. Sau lễ nhậm chức, chính phủ